Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Unfast Computer. Nối tiếp của những mẫu EK trước, mới đây DEU đã ra mắt với sản phẩm layout 98 phím cho bạn nào yêu thích bàn phím gần như là full size. Sản phẩm lần này chính là EK 98 Pro với thiết kế khác biệt, cảm giác ấn êm tay, đặc biệt có tới 31 kết nối để bạn sử dụng. Mức giá cho EK 98 Pro cũng ở phân khúc tầm trung khoảng hơn 1 triệu đồng. Có thể nói là không quá đắt cho một chiếc bàn phím cơ chất lượng. Để tìm hiểu kỹ hơn về mẫu bàn phím này thì hãy cùng mình vào ngay video hôm nay nhé. Đầu tiên về phần ngoại hình thì có thể thấy EK 98 Pro là mẫu bàn phím full size nhưng không hề quá cồng kềnh. Các chi tiết thừa hầu như được lược bỏ hết để cho bạn sự nhỏ gọn, tối giản nhất định. Nhìn tổng thể chiếc phím này toát lên được sự cá tính, hiện đại riêng. Bạn hoàn toàn thoải mái đề cỏ ở bất kỳ vị trí nào trên bàn làm việc mà không quá tốn diện tích. Được hoàn thiện từ chất liệu nhựa cao cấp nên vẫn đảm bảo sự bền bỉ, cứng cáp, cảm giác khi bấm trên tay khá chắc chắn, không bị flex. Mẫu EK 98 Pro có hai màu để bạn lựa chọn là Golden Black và Proto. Mỗi màu đều cho sự khác biệt riêng. Golden Black được nhấn nhá bởi một vài nút vàng để nổi bật hơn khi nhìn vào. Còn với Proto là màu sắc chuẩn hơi hướng retro cổ điển cho bạn nào thích sự cá tính. Với mức giá khá hợp lý chỉ hơn 1 triệu đồng thì đây là chiếc bàn phím cơ hoàn hảo về mọi mặt mà bạn chỉ cần mua về là có thể sử dụng. Được trang bị cấu trúc gasket tốt nhất cho phím cơ, giúp âm thanh gõ sẽ nhẹ nhàng hơn, êm hơn rất nhiều bởi nó giảm đáng kể âm trong khoang phím. Nó xứng đáng ở mức giá hơn 1 triệu đồng mà bạn phải bỏ ra khi đây cũng thuộc dòng cao cấp của nhà DU rồi. Switch được sử dụng là Dream Switch, cùng loại với mẫu EK75 quốc dân của nhà DU. Thế thì sẽ không có gì để bạn phải lăn tăn về tính đồng bộ và độ bền của nó. Đây là loại Switch Linear cao cấp, vậy nên cảm giác khi gõ rất nảy tay, tiếng êm không bị chói tai. Switch này cũng được lúp sẵn, nên khi gõ sẽ trơn và mượt hơn, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng kể từ lần trải nghiệm đầu tiên. Stab trên chiếc phím này cũng được căn chỉnh và lúp sẵn, để mình sao test cho mọi người nghe tiếng phím của EK 98 Pro nhé. Nó quá hoàn hảo từ cảm giác ấn phím cho đến tiếng phím, rất dễ chịu với người dùng, hầu như không có tiếng lọc sọc nào. Nó được sinh ra để giảm tiếng ồn đáng kể khi bạn sử dụng, nên chúng ta có thể sử dụng trong văn phòng hàng ngày hay làm việc vào buổi tối mà không ảnh hưởng đến đồng nghiệp hay gia đình. Đáy phím được trang bị cả foam PCB EVA khá dày, cho độ đàn hồi cao hơn thì gõ sẽ đầm tay hơn. Bạn có thể nhìn mình khi ấn, không có hiện tượng lún hay flex nào. Với bạn nào yêu thích custom thì bàn phím này có thể thử sức, bởi vì giá không quá cao mà lại được trang bị hot swap 5 pin mạch xuôi. Với hot swap này thì bạn có thể thoải mái rút ra thay vào dễ dàng, custom tùy theo ý muốn. Keycap PVT Double Shot Cherry Profile cho độ bền cao, kể cả khi bấm trong thời gian dài cũng không lo mờ chữ nên bạn thoải mái sử dụng. Nên bàn phím còn có LED RGB để bạn làm việc trong môi trường thiếu sáng mà còn giúp bàn phím của bạn trông cá tính hơn rất nhiều. Như nói ở đầu video thì EK 98 Pro sở hữu đến 31 kết nối, có dây và không dây. Không dây sẽ bằng receiver 2.4GHz và Bluetooth. Vậy nên có thể tương thích với hầu hết các thiết bị hiện nay. Dung lượng pin cũng lên đến 4000mAh, hỗ trợ khá lâu cho bạn sử dụng. Cuối cùng, với layout phím có 98% thì cũng thuận tiện cho bạn rất nhiều khi dùng. Ngoài việc tất cả các phím cơ bản có ra thì chúng ta sẽ có thêm phần phím số để những bạn nào làm về văn phòng hay kế toán nhập liệu nhiều, xử lý công việc được nhanh hơn. Tổng kết lại, EK 98 Pro chính là phiên bản có đầy đủ tất cả những gì mà người dùng cần trên một chiếc phím cơ. Từ thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng dùng khác nhau cho đến những gì mà DEU trang bị sẵn trên em phím này. Và điều quan trọng là nó có phím số để bạn nào cần phục vụ cho học tập và làm việc. Hot swap 5 pin giúp thay thế dễ dàng, đúng là không có gì để chê nữa cả. Link sản phẩm và những chương trình ưu đãi thì mình sẽ để ở phần mô tả cho mọi người tham khảo nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.